các bạn cũng thấy đó, tụi mình đang mặc một đồ toát lên được là chúng ta sẽ hôm nay đi khám phá trường đại học nào. Thật ra không phải tôi khám phá nữa mà là hôm nay mình mặc đồ dày, ý nghĩa là mình sẽ là học sinh của trường này luôn. Nhập vai. Đúng rồi, nhập vai. Trường mà mình mơ ước rất là lâu rồi. Đó là trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì hãy cùng theo chân mình cũng như là Đan Anh để xem thử là một cái là học sinh của trường này thì có cực không. Đúng rồi. Chắc là rất là cực ấy. Ai cũng nghĩ rất là cực luôn á. Thôi đi nào. Chụp hình check in hiểu không, vào trường để cho người ta biết là mình học sang, mình đẹp gái học giỏi đúng không? Học trường là mình sống ảo thôi. Mỗi con loại này đẹp quá. Ê, nhìn quen thế, tao cũng có một con này. Trời ơi, tao mua lâu rồi giờ mới mua hả? Quê mùa. Đây là Vivo Y19 tao mua để chụp hình, công nhận chụp hình rất là đẹp. Chắc không? Chắc là mua lâu không? Chắc. Biết camera selfie người ta bao nhiêu megapixel không? 16 megapixel, giỡn hoài. Ok, là chụp máy mày đi. Ok, chụp sẽ hình cầm máy này, như kiểu mình sang lắm, vậy mình cầm hai máy. Trời ơi, những cô nàng cử nhân tương lai của trường Đại học Y Dược. Trời ơi, quá đẹp luôn, quá đẹp rồi, đẹp xuất sắc. Tươi. Da mình lắng miệng luôn đó, không có một cái tì vết. Mà rất là tươi á, nhìn kiểu rất là có sức sống, tươi trẻ. Màu sắc rất là tươi tắn. Trời ơi, sticker dễ thương quá mày ơi, rất là kiểu mới lạ và sinh động. Nó làm ta đẹp hơn. Đây là không cần tải app thứ ba về luôn, mình cứ up lên Facebook luôn ha. Đúng. Ôi, đi học còn có thảm đỏ. Không, hôm nay là ngày tốt nghiệp. Chúng ta đang được sắp chứng kiến một buổi lễ tốt nghiệp của những bác sĩ tương lai. Là niềm tự hào của dân tộc và đất nước này. Hồi nãy đang anh cảm thấy những bạn nam sinh viên trong tà áo và lưu trắng đi qua đi lại, khí chất ngời ngời các bạn ạ. Mưa nhà văn rồi, đi học. Bây giờ thì tụi mình đang ở trong đại giảng đường và đang nói rất là nhỏ. Tại vì đang có một lớp học. Không biết là thầy dạy gì ở dưới nhưng mà mình thấy GDP rồi Singapore, chắc là dạy kinh tế em hả? Bác sĩ cũng học kinh tế đúng không? Mình thấy là đại giảng đường này kiểu như là có đèn vàng á, nhìn đẹp mà kiểu như là da dẻ mình cũng đẹp hơn á, thấy không? Rất là sang trọng đúng không chị? Đúng rồi, rất là sang trọng. Kiểu như tạo cảm giác ấm cúng học bài. Mà nghe không hiểu gì hết. Thôi mình cứ đáng nghe đi. Nhưng mà chắc em hiểu. Kiểu như là công nhận là mấy bạn học sinh sinh viên ở đây á, mấy bạn sinh viên ở đây cũng học kiểu siêu siêu giỏi luôn. Với lại là mình nghe mình chả hiểu gì, đầu óc mình cứ quay cuồng bong bong bong. Mà từ ngày xưa mình học cũng nghệ sinh học mà con nghe chả hiểu gì, bây giờ là phải lấy sách bút ra để mà ôn bài. Trời ơi, lấy sách bút ra để ôn bài. Mày có thấy tao đang làm gì không cô Chi? Nãy giờ tao làm gần xong bài luôn. Tất cả mọi thứ đều làm trên điện thoại. Tại vì sao? Điện thoại của tụi mình RAM 6GB bộ nhớ rất là tốt để có thể đa nhiệm mọi thứ. Vừa ghi bài nhá, vừa lên mạng tra cứu thông tin nhá. Đấy, rất là nhiều tác vụ trong một cái điện thoại thôi. Bây giờ này ai mà còn viết giấy như mày nữa. Nành ý. Ừ. Biết là RAM lớn rồi, đa nhiệm tốt rồi. Nhưng mà điện thoại là sao hết pin kìa, còn 17% kìa, không đi sạc đi. Không sao, điện thoại này 5000mAh còn đi theo sạc nhanh nữa. Cho nên cắm hồi là tí là sạc đầy lại không sao cả. Tao có mang cục sạc mà, yên tâm. Tính ra điện thoại mình xịn quá, mình không biết mọi người ạ. Giải trí sau giờ học đi xin phim. Tao là tao hay ghi bài trên này, học bài trên này luôn, rất là tiện lợi. Thấy gì không? Không thấy gì đúng không? Trời ơi, các bạn có thấy gì chưa? Mọi người có thấy cái cổng đó chưa? Không phải là cổng bình thường đâu mà cái cổng rất đặc biệt. Ừ, mà cái cổng này không cho người đi, mà dành cho những người thầy thầm lặng đi. Người thầy thầm lặng, em có thể giải thích cho các bạn biết không? Vâng, và theo em được biết á, theo em được biết và theo em được nhiều thầy cô kể lại thì nhiều người thầy ở trường em thì sau khi người ta qua đời thì họ sẽ quyết định hiến lại thân thể của họ cho bộ môn giải phẫu, thân thể của mình để tiếp tục làm cái phương tiện để chúng em học tập và tiếp tục. Vậy là chị nghĩ là mọi người chung các cô chú ở đây, kể cả không phải là thầy cô giáo ở trường mình luôn, vì các cô chú cũng dùng thân thể để dạy học sinh đúng không? Dạ vâng, dạ em nghĩ vậy ạ. Dạ đúng rồi, cánh cửa đó là cánh cửa dành cho những thầy cô thầm lặng. Bình thường thì sẽ không mở ra, chỉ khi nào mà vận chuyển vô thì mình mới mở ra. Thi hài là một cái phương tiện để giúp tụi em học tập một cách rất là trực quan luôn. Dù tụi em có đọc hết được cái cuốn Atlas giải phẫu gì, có học sạch được những cái cuốn đó, nhưng mà khi để không thực hành trên thi hài thì em không thể nhớ hết được những cái chi tiết trên giải phẫu đó. Tự nghĩa là gì? Các bạn một xíu, đây là bộ môn giải phẫu học đúng không? Mà bọn mình đã vừa nói với các bạn là bọn mình sẽ dẫn các bạn đi thăm, và mình biết đây là cái điều mà rất là gây tò mò đối với tất cả những
những người bên ngoài là không biết là cái phòng này sẽ như thế nào, và sơ sơ bên trên bạn là có chữ hoa bất tử, có thể giải thích thêm sơ sơ được không? Thì ở trong bộ môn giải phẫu thì hoa bất tử này tượng trưng cho một cái hình ảnh là những cái cô chú ở trong đây sẽ được tồn tại, trường tồn mãi mãi, bởi vì khi mà họ hiến cái thi thể mình cho khoa học thì cái sự hiến tặng của họ rất công lao rất là lớn lao, và gần như là tụi em biết ơn và tụi em làm những cái hình ảnh thành tựu như vậy. Ở đây là có cái bạn đơn vị huấn luyện phẫu thuật khó diễn tả bằng lời ấy, mà kiểu vô đó thì mình thấy là có hai phòng là không, chỉ có rất nhiều phòng có hai phòng là để mấy cô chú nằm lên trên, có rất nhiều phòng luôn. Vâng ạ. Có hai phòng có hai phòng chính. Tranh thủ đi khám phá đại học y dược thì Đăng Anh đã kịp bắt được một bạn sinh viên đang học ở đây để phỏng vấn xem là những câu hỏi mà chắc hẳn là các bạn cũng đang rất tò mò về sinh viên y dược. Khi mà học ở đại học y dược, bạn cảm thấy cái khối lượng kiến thức và những cái bài tập của mình nó có lớn và nó có khó không? Dạ, rất là nhiều, ngập mặt từ sáng tới tối luôn. Nhưng mà bạn làm sao để kiểu vượt qua được á? Dạ thì cũng học từ sáng tới tối luôn. Cái như là máu hay gì các thứ á, thì bạn có cảm thấy sợ không? Em thì không thấy sợ. Tức là ngay từ đầu bạn đã không thấy sợ luôn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi mày ơi, tòa nhà này cao quá, không biết mày có biết bao nhiêu tầng không? 15 tầng. Bộ đại học y dược mới xây. Nhìn rất là xịn và hiện đại và mới luôn á. Bộ đại học y dược có một cái nét khá là cổ kính ở những tòa nhà khác, nhưng mà riêng cái tòa này rất là xịn và đi có vào đại dạng đường thông minh. Ô đi vào đi, đi vào. Mình sẽ đi lên căng tin sau giờ học rất là căng thẳng. Đúng rồi. Đi ăn thôi, đi ăn. Mà nghe đồn là đầu bếp ở cái căng tin đại học y dược này là đầu bếp từ nhà hàng 4 sao? Tôi lại là công nhận là sinh viên đại học y dược được chăm chút. Rất là đông, siêu đông. Đây là một cà phê. Và nhìn giống như là một cái nhà hàng chứ không phải là một cái căng tin nữa các bạn à, nhà hàng. Ok. Sau rất là nhiều những cái thứ căng thẳng, tôi quyết định là sẽ đi ăn một chút xíu để nạp đầy năng lượng. Và đây cũng là nơi mà sinh viên đại học y dược lựa chọn khi mà. Ngon quá mày ơi, rất là thơm luôn. An toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi vậy nó là bác sĩ phải mạnh khỏe, dân mạnh khỏe được của mình đó. Đúng rồi. Mà biết sếp đó, một cái mức giá bình thường ở những nhà hàng vậy thì nó sẽ dao động rất là nhiều cái mức giá, nhưng mà chắc chắn là sẽ trên 200.000. Ở đây chúng ta chỉ có 97.000 thôi. Và thịt bò cắt vào đó rất là mềm. Anh thử đi nè. Đặc biệt là cái phần sốt vang rất là đậm vị, ăn rất là vừa ăn luôn. Cắt rồi hả? Chụp hình chưa? Với lại mình cảm thấy á, nước uống rất là ngon, mình gọi một ly chậm lại. Thơm ơi là thơm luôn. Còn mình là một ly sinh tố xoài rất là healthy. Mới đầu trước là nghĩ thì y dược chỉ lo học thôi, chứ không có đầu tư lắm, nhưng mà... Nhưng không, tôi sai hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng đến một chỗ mà tao rất là tò mò. Khi mà vừa ăn xong chúng ta sẽ đi qua đây là rất là hợp lý. Đó chính là phòng gym của Đại học Y Dược. Ôi bây giờ ăn xong rồi phải tranh thủ chạy bộ là quá hợp lý. Mà nhân tiện phòng gym của Đại học Y Dược có mấy cái máy tập gym rất là xịn các bạn ơi. Tập thôi. Ô mình đã chạy được 24,11 mét. Tại vì Hugo yếu. Không phải, qua đây. Cái này rất là nặng luôn. Sao nó cao quá vậy? Hả? Ui camera chụp xịn quá. Ý rồi không dạy bao nhiêu không? Bao nhiêu? 16-82. 16 MP, 8 MP và 2 MP đó. Có camera góc độ không? Ủa bây giờ á, tao có lịch hẹn đặt đi khám răng rồi. Tao tranh thủ đi khám phá đại học y dược xong tao đi khám răng luôn. Nên tao đi khám răng nha, mày đi học cái đó đi. Mà cầm Vivo Y19 quay cảnh khám răng. Ok, tao sẽ quay lại cảnh tao vlog khám răng cho tụi bay xem. Chờ đợi được đăng ký khám răng thì Đăng Anh sẽ vlog cho các bạn xem không gian khám răng ở trong bệnh viện đại học y dược, ở trong trường đại học y dược luôn là như thế nào. Và Đăng Anh đang quay bằng chiếc điện thoại Vivo Y19 vlog cho các bạn xem đây. Có camera selfie 16 megapixel AI làm đẹp rất là linh linh luôn. Đấy. Trong khu này thì ai cũng đang rất là căng thẳng vì bị khám răng, kể cả bác sĩ cũng như là bệnh nhân. Hồ đẹp không mày ạ? Các bạn có biết tại sao mình đến địa điểm này không? Bởi vì là khi mình hỏi trong trường là ở đây có địa điểm nào chụp hình đẹp thì các bạn đã giới thiệu cho mình cái hồ này. Ui dồi, rất, rất là lãng mạn, kiểu không gian thì rất là thoáng đãng, cây xanh xung quanh luôn ha. Đúng rồi, nhưng mà cái hồ trong học y dược nó lại khác cái hồ bên ngoài không? Đúng, khác như thế nào nhờ? Đó chính là cái hồ này hình bao tử. Nếu như mà nhìn xuống chúng ta sẽ thấy hình bao tử. Đấy, cho nên là bây giờ mình sẽ phải chụp hình ở đây. Và quan trọng là có rất nhiều cá dưới mẹ. Thôi mẹ ơi, điện thoại làm sao chụp được mấy con nòng nọc này, nó nhỏ xíu à. Ô chụp được thật mẹ.
nhìn được con nòng nọc qua cái điện thoại luôn kìa. Đúng rồi, camera siêu cận 20 megapixel đó. Wow. Wow. Nhìn rõ mình một con nòng nọc trong cái điện thoại luôn. Hay nhờ, tao cũng xài Vivo Y19 mà tao không biết. Cảm ơn mày đã giới thiệu cho tao tính năng này nha. Tao sẽ đi zoom và tia chai. Ở trên thoại Vivo Y19 của bọn mình á thì sẽ còn được tích hợp thêm cái gọi là chuyên gia tạo dáng của Vivo độc quyền luôn. Hôm qua tao có mò trong điện thoại tao đấy, tao cũng có mò, tao có thấy nè. Nhưng mà bây giờ tao chụp cho tao đi, chụp cho tao đi. Ok, nhưng mà phải tạo dáng y chang bởi vì okay. Đẹp hơn được không? Ok. Đợi tí. Trời má, bên cái hồ đúng đẹp luôn á. Trời ơi, cô bác sĩ nào mà xinh thế. Đẹp không? Cô đứng ở đây chụp cho vài kiểu nữa. Trời, đẹp không? Đẹp. Trời ơi. Chân dài một thước. Tao sẽ đăng tấm ảnh này lên với caption là có anh nào muốn làm bệnh nhân không? Cô Chi cũng như là Đan Anh đã vừa nhập vai là một sinh viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhất. Kiểu thật sự là rất là nhiều cảm giác luôn đó mày. Kiểu cảm giác các bạn ở đây rất là năng động, không chỉ là kiểu mọc sách như mình tưởng tượng về sinh viên y dược đâu. Các bạn rất là năng động, rất là nhiệt huyết, rất là tốt nữa. Đúng là ngôi trường mơ ước, kiểu như là tất cả những gì bọn mình hình dung về Đại học Y Dược thì nó không phải như vậy. Wow, nếu như mà các bạn nào đang học lớp 12 thì mình nghĩ là nếu mà bạn có đam mê thì hãy cố gắng vào được Đại học Y Dược đi, bởi vì rất là lắm, xứng đáng với công sức chúng ta bỏ ra. Đúng rồi. Mọi người hãy giống như mình và đang hãy lựa chọn Vivo Y19 với mức giá rất là ưu đãi, chỉ 4.990.000 đồng, nhưng mà có những cái tính năng rất là flagship, ví dụ như là màn hình rất là rộng này, 6.53 inch, xem phim giải trí là nước mát luôn. Pin thì cực kỳ trâu luôn, pin là 5000 mAh, có sạc nhanh này, còn RAM thì rất là tốt. Đúng rồi. Nhiệm tốt này, đúng làm không? Được mọi thứ trên một chiếc điện thoại cùng một lúc. Đừng quên hãy click vào cái đường link mọi mình để ở phía bên dưới để có một chiếc điện thoại kiểu như là phục vụ học tập tốt hơn, đúng không? Và cũng đừng quên là nhấn like, share, subscribe cho kênh YouTube S Channel nhé. Bye bye.